Thưa quý vị, năm nghi phạm này đã bị công an huyện Đông Hải tại tỉnh Bạc Liêu tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cướp tài sản, mà tài sản ở đây chỉ là một chiếc tivi. Đây là thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đông Hải cho biết vào chiều 12 tháng 5 năm 2023. Các nghi phạm bị tạm giữ gồm Huỳnh Chí Hoài 23 tuổi, Lý Văn Huy 28 tuổi, Huỳnh Văn Ngoan 18 tuổi. Cả ba người này cùng ngụ huyện Đông Hải hai nghi phạm Thao Thanh Đạt, 18 tuổi và Lê Quốc Dũng, 18 tuổi, cùng ngụ tại thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn tiền bạc từ trước, chiều 9 tháng 5 năm 2023, Lý Văn Huy và các nghi phạm kéo đến nhà một người đàn ông ở ấp Quyết Chiến, xã An Trạch A, thuộc huyện Đông Hải để đòi tiền. Việc người này không có ở nhà nên cả nhóm đã đột nhập vào lấy đi một chiếc tivi. Phát hiện vụ việc, người trong nhà ngăn cản nhưng Lý Văn Huy cùng những người đi cùng xô đẩy và cướp chiếc tivi mang đi. Sau khi vụ việc được trình báo, công an huyện Đông Hải nhanh chóng vào cuộc điều tra. Lực lượng chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh và mời các nghi phạm có liên quan đến trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, Lý Văn Huy và các nghi phạm đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh niên theo địa chỉ thanhni vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được cập nhật liên tục trên kênh YouTube Báo Thanh niên.